Một bé mèo nhỏ đột nhiên ló đầu ra ngoài, rồi lại lập tức trốn xuống dưới. Tiếp đó một bé mèo khác lại ló đầu ra. Những chú mèo này đang chơi trò đập mèo hay sao ấy nhỉ? Ngay lúc này đột nhiên có một con mèo lớn chui ra. Con mèo lớn này chắc hẳn chính là mẹ của những chú mèo con này rồi. Chúng dường như rất cảnh giác, thấy xung quanh đang có người đến gần, chú mèo con liền lập tức chạy như bay trở về dưới sàn nhà. Hóa ra cả gia đình mèo này đang sinh sống bên dưới sàn nhà của một ngôi trường mẫu giáo. Chờ tới khi những cô cậu bé đến trường học thì mèo mẹ sẽ đưa đàn con của mình chui lên từ dưới sàn nhà. Bởi vì bên trên cái lỗ chính là nơi vui chơi của những học sinh mẫu giáo. Những bé mèo con xuất hiện nên các bạn nhỏ không thể không nhường lại khu vui chơi cho chúng. Nhưng những bé mèo con vui đùa ở đó đã khiến cho các bạn nhỏ không thể chuyên tâm lên lớp. Vừa thấy mèo chui ra thì không ai muốn học nữa. Những chú mèo con đã thành công thu hút được sự chú ý của các bạn nhỏ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, những chú mèo con lúc nào cũng phải sống trong lo lắng. Các bạn nhỏ cũng không muốn học nữa. Phóng viên vì để tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc nên đã lắp một chiếc camera theo dõi ở bên dưới sàn nhà và phát hiện dưới sàn nhà toàn là thức ăn thừa của mèo con. Hơn nữa không khí bên dưới còn vô cùng hôi thối. Cả nhà mèo con phải sống trong môi trường như thế này. Mà tới khi trường mẫu giáo đến giờ tan học, trong trường học không một bóng người, mèo mẹ liền bắt đầu cảnh giác bò lên trên sàn nhà. Sau khi quan sát một vòng xung quanh, xác nhận xung quanh đã an toàn thì liền kêu meo meo một tiếng vào bên trong cái lỗ. Những chú mèo con nghe thấy tín hiệu của mèo mẹ thì từng con một liền bắt đầu chạy ra. Những chú mèo chạy được ra ngoài nên vô cùng vui sướng. Chuyện thú vị là mèo con còn biết chơi cầu trượt. Giờ đây khu vui chơi của các bạn nhỏ đã hoàn toàn trở thành sân chơi của những chú mèo con. Mèo mẹ cũng bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ cho con mình, phụ trách quan sát sự an toàn xung quanh, còn mèo con ở bên trong thì phụ trách vui chơi hết mình. Chơi tới khi trời sáng, những chú mèo con vẫn không nỡ mà quay về dưới sàn nhà. Quan sát kỹ mèo con ở bên dưới, mới phát hiện ra dường như chú mèo con đã mắc căn bệnh gì về mắt. Nhìn cứ sưng hết cả lên, đoán rằng bên dưới sàn nhà không những rất tối tăm, mà không khí còn rất ngột ngạt, cứ để chúng sống ở dưới sàn nhà mãi cũng không phải là kế lâu dài. Đội cứu hộ sau khi nhận được thông báo liền đi đến trường. Sau khi cùng nhau bàn bạc, họ lên kế hoạch sẽ chuẩn bị sẵn một tấm ngăn trên nắp lỗ. Tiếp đó lại bỏ một số thức ăn yêu thích vào bên trong lồng. Mèo mẹ ngửi thấy mùi thức ăn liền bỏ lên đầu tiên. Mèo con thấy thế cũng bắt chước theo cách đi của mèo mẹ, cẩn thận từng chút một đi đến gần lồng sắt. Phải công nhận là mèo con bắt chước rất là chuyên nghiệp luôn. Lúc này mèo mẹ đi vào trong lồng sắt, ngay lúc mọi chuyện sắp thành công thì mèo mẹ thế mà lại không dẫm vào cái bẫy, vô cùng thông minh luôn đấy. Thế nên mèo con ở sau đã quyết định sẽ giúp chúng tôi một tay. Sau khi tiến vào lồng sắt thì lập tức dẫm vào cái bẫy, thành công khiến mẹ mình được nhốt vào lồng. Thế mèo con ở bên trong lần lượt chạy ra ngoài, thành công đi vào chiếc lồng sắt để được cứu. Việc này khiến cho chú mèo con nhìn đến ngơ ngác luôn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau khi đuổi bắt 3 tiếng đồng hồ thì mèo mẹ cùng 5 chú mèo con của nó cũng đã được cứu. Mà cuối cùng vẫn có một chú mèo con còn sót lại. Nó phát hiện mẹ và anh chị em của mình đều không thấy đâu, vô cùng sốt ruột nên nó cứ kêu meo meo không ngừng ở trên nắp lỗ. Cuối cùng nó vẫn ngơ ngơ chạy ra ngoài. Nhân viên cứu hộ kéo dây một phát khiến mèo con giật bắn cả mình. Lúc đi ra thì vẫn ngon lành, bây giờ thì lại không về được nữa. Chú mèo con cuối cùng cũng đã được giải cứu thành công. Quay về bệnh viện, sau khi bác sĩ thú y kiểm tra thì may mà sức khỏe của mèo con không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm trùng một xíu mà thôi, chỉ cần nhỏ một xíu thuốc nhỏ mắt là khỏi. Cuối cùng cả nhà mèo con cũng sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để tiếp nhận dịch vụ điều trị tốt nhất. Có một chú chó con vừa sinh ra đã bị tật ở hai chân nên mẹ của nó đã bỏ rơi nó. Chủ nhân tốt bụng rất thương cho chú chó con nên đã lấy tay nhúng vào chén sữa rồi đút cho nó ăn từng chút một. Sau khi được chủ nhân chăm sóc hết lòng, chú chó con cũng dần lớn khôn. Chú chó mất đi hai chân nên phải bò trên mặt đất một cách khó khăn, nhưng nó vô cùng lạc quan, chỉ cần thấy có người tới là sẽ vẫy đuôi để chào mừng. Mỗi lần chủ nhân quay về nhà thì chú chó đều sẽ cố gắng bò đến chỗ của bà. Nó chưa từng oán trách chó mẹ của mình và luôn muốn được ở gần chó mẹ, nhưng mẹ của nó không hề thích nó, thậm chí còn nhảy qua lan can để chạy sang chỗ khác. Chú chó vượt qua chướng ngại vật trèo lên cầu thang, nhưng mẹ của nó lại lần nữa tránh mặt nó. Chú chó nhỏ thất vọng bò ra ngồi trên sàn nhà. Phần chân của chú chó đã ma sát nhiều đến nỗi tạo thành vết chai sạn dày cộm. Nghĩ đến sự an toàn của chú chó nên chủ nhân vẫn luôn không đưa nó ra ngoài chơi. Nhưng chú chó rất tò mò về thế giới bên ngoài nên rất thường xuyên ngồi ngơ ngẩn nhìn về phía cổng nhà. Vì muốn chú chó không phải có bất cứ sự nuối tiếc gì nên chủ nhân đã ôm nó đi ra ngoài. Chú chó nhìn xung quanh như một đứa trẻ. Chủ nhân đưa nó đến công viên, nó vui vẻ bò trườn trên bãi cỏ. Đến khi mặt trời lặn xuống, chủ nhân mới đưa nó về nhà. Bà rất lo cho sức khỏe của nó, bà sợ mất đi chú chó con nên đã đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng chân trước của nó bị thiếu một khúc xương nên không có cách nào hồi phục, nhưng ý chí của nó vẫn rất kiên cường, ngày nào cũng nhịn lại nỗi đau để bỏ phía trước. Sau khi biết được tình hình của chú chó, chủ nhân đã mua thảm vải về lấp đầy cả sân nhà để giảm bớt được sự đau đớn cho nó khi đi lại. Chú chó con vô cùng yêu thích nơi này. Nếu tàn tật chính là chiếc cửa đã đóng lại mà Thượng Đế đã làm với nó, thì chủ nhân chính là người đã lén lút mở nó ra. Chú chó gầy gò này bị sao thế? Trên người chú chó gầy yếu trơ xương, dính đầy từng lớp vải dày cộm, lấy tay bóc cũng không bóc ra được. Chú chó đáng thương này đã gặp phải chuyện gì? Chúng ta hãy cùng xem tiếp nhé.
sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của một người tốt bụng. Nhân viên cứu hộ đã phát hiện ở sau tảng xi măng có một chú chó đang nằm co ro người thì dính đầy vảy. Chú chó nằm ở đó không hề nhúc nhích, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Sau khi cảm nhận được có người đến gần, nó liền ngóc đầu lên nhìn. Nhân viên cứu hộ thử cho nó thức ăn. Chú chó mệt mỏi ăn một miếng. Nhân viên cứu hộ vỗ về an ủi nó. Đây là một chú chó già vô cùng gầy yếu. Bệnh tật khắp người khiến nó không có chút sức lực gì. Chú chó không hề biết nhân viên cứu hộ đến để giúp nó, nên nó đã bò ra sau để tránh né anh. Nhân viên cứu hộ cũng đã thử dùng chăn để quấn lấy nó, nhưng nó lại hoảng sợ mà chạy đi. Chú chó không hề biết rằng anh ấy đang cố gắng giúp nó, nên nó vô cùng sợ hãi mà sủa vài tiếng. Vì để giảm bớt sự sợ hãi cho chú chó, nhân viên cứu hộ đã lấy chăn che mắt của nó lại. Sau khi quấn xong, liền lập tức đưa chú chó đến trung tâm cứu hộ để cứu chữa. Các bạn đang xem, vui lòng hãy dùng ngón tay tài lộc của bạn bấm vào nút like và theo dõi kênh nhé, để không bỏ lỡ video trên kênh của mình. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ chúng mình. Khi đến trung tâm cứu hộ, nhân viên cứu hộ kiểm tra kỹ bệnh tình của chú chó. Đây là một chú chó tuổi đã cao và vô cùng yếu ớt. Nó đang bị ghẻ lở giai đoạn cuối, nên khắp người chỉ toàn là vảy của ghẻ lở bao phủ, khiến cho phần da ngoài của nó vô cùng cứng cáp, làm cho da cũng mất đi độ đàn hồi thông thường. Có rất nhiều phần da đã bị ghẻ lở ăn vào trong thịt, tứa ra cả máu. Nếu như không kịp thời cứu chữa, thì da của chú chó sẽ bị hoại tử mà qua đời. Nhân viên cứu trợ cho chú chó uống thuốc kháng sinh để làm tan đi vết viêm trên bề mặt da, sau đó bôi cho chú chó một loại thuốc giúp làm mềm vảy ghẻ trên da. Nhân viên cứu hộ vừa bôi thuốc vừa an ủi nó, để nó có thể kiên cường hơn. Bệnh của con sẽ có chuyển biến tốt thôi. Sau khi trị liệu 2 tuần, cuối cùng nó đã được tắm lần đầu tiên. Nhân viên cứu hộ đã tắm cho nó bằng dung dịch gội đầu, có tác dụng tiêu viêm trị nấm và ghẻ lở. Chú chó biết họ đang giúp đỡ nó, nên nó vô cùng ngoan ngoãn. Sau khi được chăm sóc tận tình như thế thêm vài tuần, cuối cùng chú chó đã khỏi bệnh, số ghẻ lở trên người cũng đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây đã được thay bởi bộ lông xinh đẹp, chú chó cũng đã có tinh thần hơn rất nhiều, cũng rất thích chơi cùng nhân viên cứu hộ. Nó vẫy vẫy cái đuôi của mình thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh nhé. Nếu bạn thích video này thì hãy bấm theo dõi kênh, bấm like rồi tiện thể bình luận xuống dưới luôn nhé. Đừng quên chia sẻ video nữa nha. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Một người đã gọi điện đến cầu cứu, nói rằng sau nhà của anh ấy có một con chó mẹ đang nuôi 6 đứa con, trên chân nó còn đang chảy rất nhiều máu. Nhân viên cứu hộ vội vã đi đến thì thấy xung quanh chỗ chó mẹ nằm vương vãi rất nhiều vết máu, còn vài chú chó con thì nằm bên cạnh nó. Nhìn thấy nhân viên cứu hộ, chó mẹ liền lập tức vẫy đuôi thay cho lời chào. Chúng ta có thể nhìn thấy trên chân của chó mẹ đang bị thương, máu tươi đang chảy ra không ngừng từ bên trong đó. Vết thương này hình như là do số thủy tinh vụn trong đống rác gây ra. Những chú chó con đang bò trên đống rác có trộn lẫn mảnh thủy tinh, vô cùng nguy hiểm. Nhân viên cứu hộ đưa chó mẹ và chó con cùng lên xe để đưa đến trung tâm cứu hộ. Những bạn đang xem hãy cho mình một like và bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video hay nhé. Cảm ơn rất nhiều. Đi đến trung tâm cứu hộ, nhân viên cứu hộ liền lập tức xử lý vết thương cho chó mẹ, truyền chất dinh dưỡng vào người và khử trùng cho nó. Chó mẹ biết họ đang giúp đỡ mình, nên rất ngoan ngoãn phối hợp với nhân viên để chữa trị. Sau khi trị liệu được 2 tuần, vì để không làm phiền đến cuộc sống vốn có của gia đình chó, những nhân viên cứu hộ đã đưa nó về lại nơi ở trước kia và dọn dẹp sạch sẽ bên dưới sàn nhà, xử lý hết đống rác thải sinh hoạt bên dưới, còn lấy rất nhiều những tảng đá lớn ra. Tiếp đó là dọn đi đống thủy tinh sắc bén. Sau khi dọn sạch sẽ thì họ phủ lên bên trên một lớp vải, để cho những chú chó có thể sống trong môi trường sạch sẽ. Tiếp đó nhân viên cứu hộ đã đưa chó mẹ và những chú chó con quay trở về ngôi nhà mới. Những chú chó con yên tâm bú sữa mẹ. Nhân viên cứu hộ thấy chó mẹ không có đủ chất dinh dưỡng, nên đã mua cho nó hạt để ăn dần. Hãy luôn dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống của bạn, đừng vứt rác bừa bãi nhé. Nếu thích video này thì hãy bấm theo dõi kênh, bấm like và bình luận xuống dưới nhé. Đừng quên chia sẻ video nữa nha. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Cảm ơn rất nhiều, tạm biệt và hẹn gặp lại.